Đây chị em ngồi bên bên này. Giới thiệu đây là món đây là nồi lẩu chó nhá. Đấy lẩu chó này. Thịt chó này, măng này. Đấy, thịt chó này. Đấy thịt chó này. Thịt chó măng. Rượu kia lấy can kia, toàn để lấy can rượu kia. Uống rượu sim ý. Đấy, đầu chó ngon quá. Ngon quá. Đây nha. Đây là đầu chó nha. Wow. Đầu tuyệt vời luôn nhá. Chó này, đầu chó nó ăn với cả qua chuối nhá, với cả sả. Đây là có thêm tí thịt gà nướng này. Đúng rồi, thịt chó ngon cực kỳ luôn. Thời tiết ngoài trời hôm nay là đang khoảng 22 độ, mưa rét nhưng mà hôm nay lại ấm lên rồi, rất là đẹp. Thơm quá, đồ thịt chó rất là thơm. Đây này. Đây là chân chó nhé. Chân chó rất là ngon. Chân này. Chân chó. Thịt chó ngon quá. Đây lẩu chó hoặc là gọi là chó om cũng được. Đây. Ngon tuyệt vời. Đủ sáu chưa? Toàn ngồi đấy chăm sóc thằng. Có tao ngồi đâu? Trời ơi, này cứ lấy lót làm cái gì để cho tao có đi. Ngồi cho nó. Chị Hương ơi, biết chén ở đâu rồi lấy không? Lẩu thịt chó nhá. Luộc qua đi nhá. Đây không có cái bát này này. Bát mè này. Mè gì đấy? Mày gà cho bên kia. Bên bà. Nam chuyển cái đấy sang bên kia. Chứ ơi, giảm vào cái bếp đi đi. Bà đâu, bà ngồi mâm nào đấy? Ngồi sang bên này. Bà ngồi mâm đấy à? Đi Nhung ơi, chuyển cái đấy, đấy sang bên kia. Thịt chó nhá, rất là ngon. Wow, ngon quá. Thơm. Chuyển bớt sang bên này đi, bên kia đông đấy. Đủ sáu chưa? Chưa? Xong chưa? Đủ mái tầng 2 nhanh gì á? Hôm em về quê em thấy. Ôi, món lẩu thịt chó ngon tuyệt vời luôn. Đây nha. Ngon tuyệt vời luôn các bà con. Ngon lắm. Ngon quá. Bác lại thế, bác làm thế thì em hại chết. Thịt chó chén đầu làm cái nêm này. Bác cười đi. Ra đây, chén đầu. Thịt chó. Nhòm nhèm lắm. Rất là ngon nha. Bếp này. Ui, ngọt.
chạy nó cho vừa rau xà lách thôi. Măng nha, măng nấu thịt chó nó ngấm thịt chó và rất là béo ngon. Bố vừa chồng làm việc năm nay năm kỷ hợi và đời chưa em nuôi năm nay nuôi được lượng. Năm nay lợn cũng được. Lợn được giá nên là năm nay làm ăn được, nhưng làm ăn được. Bác nào có đăng ký thì để em để mà không là tuyệt vời luôn nhé. Muộn đấy. Chị Tuấn này. Lợn có thể là lợn vàng. Chiều nay mày còn mổ lợn đấy. Mổ lợn đấy. Thứ nhất là mổ lợn. Đây này là mình nấu cởi lại. Thứ hai là thầy ai đi em cưới. Chiều nên cố ra. Ngon quá, ngon quá. Thế chiều nay có ai ăn toàn ăn à? Ngon, anh có một chân. Chú Nam ăn không? Một chân. Nào ăn không? 80 cân. 80 cân. Cô này, nó có con nó. Bắt đầu có ăn không? 800 nghìn rồi. Hả? Có ăn không? Hả? Hả? Có ăn không? Có gì? Cái thỏ để cho nhà bác một chân nhá. Đã đủ vốn rồi đi nha. Lương thu có ăn không? Đấy về thì phải buồn buồn. Buồn buồn đem ra giống bếp này. Rồi rồi phải. Ăn lẩu chó này là có những món rau này. Rau mới này. Qua là một từ lúc nào chưa được ăn miếng nào. Đấy này rau ra. Rau tẩm bóp. Rau tẩm bóp. Cây tẩm bóp ngoài vườn. Rau tẩm bóp ăn rất ngon luôn. Ăn nó có vị đắng, ăn hơi có hơi này có vị không nhúng đắng. nhúng nước ngon là ngon. Hơi vị đắng. Hiếu đưa cho ông cái điện thoại cái. Đấy nha. Đúng rồi, rau tí rau này. Khi đi rau cải ở đây toàn rau ăn sống, không rau muống. Đúng rồi. Rau cải ở đâu? Ngon rau đó. Cần thì rau người. Sao vậy? Một túi rồi. Đây toàn rau ăn sống. Đừng có rau, đừng có nhúng rau mơ, rau mơ. Các nước em ạ, cái chuẩn đấy. Cứ để chuyển hướng ra. Đây chỉ thích ăn rau lưng chinh nhỉ. Cứ thấy bảo thấy ai chả yêu. Lúc họ gọi bảo, mày đang ở đâu đấy? Bảo đang ở Bích Thi. Nhưng mà cần phải gọi, thế nào luôn. Đang ở Bích Thi, đang ở đi gọi. Vợ thì đi lên gọi chồng thì không nghe. Ngon tuyệt vời nhá. Gọi đâu? Alo. Có ăn đậu lợn không? Chồng. Nhà bên nhà đây. Không à? Thế có đang đun rượu không? Đừng đun ra cho em cái nồi nước lên cái tí về mổ lợn cái. Có lợn bệnh thì gọi khắp. Mỗi nhà 500 nghìn, 700 nghìn được 500 nghìn rồi. Này ăn nhiều thịt rồi.